trên thế giới này, có rất nhiều chiếc cổ khác nhau. Mảnh khảnh, cường tráng, già yếu, non nớt nếu có thể đeo vòng cổ cho những chiếc cổ này, khiến cho chúng thần phục mình. Đó sẽ là cảm thụ gì đây? Hàn Trục 27 tuổi, người sáng lập trang sức Trục Lộc tiểu thư, qua bên này xem một chút không? Trong quán chúng tôi có rất nhiều soái ca mới đến đó. Xin lỗi, xin nhường đường chút, này em rất tự tin vào khuôn mặt của mình đấy, chị gái đừng lạnh nhạt như vậy mà. Đừng, đừng nói nữa, cô ấy hình như là khách quen của Vạn Thuấn đầu bảng. Hoan nghênh quý khách ghé thăm. Vạn Thuấn 22 tuổi, top một nam tiếp viên của dinh thự trên. Dinh thự trên là quán tiếp viên cung cấp dịch vụ phục vụ bồi rượu nói chuyện cho nữ giới. Vạn Thuấn bảo Hàn tiểu thư vậy mà lại đến thăm tôi trong ngày làm việc, thật vui vẻ, công ty hôm nay không bận sao? Hàn Trục bảo buổi xem mắt của tôi lại thất bại rồi. Sao lại vậy, không phải đã chuẩn bị tốt tất cả rồi sao? Đối phương nói, tôi đang xem hắn thành chó. Hàn Trục, tôi là chó của cô à, cô không thể nũng nịu, nói lời ngon ngọt một chút sao? Nữ nhân không nhìn rõ vị trí của mình còn đến xem mắt cái gì, cô độc tới già cả đời luôn đi. Cái gì gọi là nữ nhân không nhìn rõ vị trí chứ? Xem mắt cũng cần phải có vị trí à? Sao toàn bộ đều chỉ gặp mặt vài lần thì đã bị đá vậy? Vì sao Hàn tiểu thư nhất định phải đi xem mắt chứ? Tự do yêu đương không tốt sao? Là do không có biện pháp tự do yêu đương nên mới như vậy đó. Cậu cũng không phải không biết tình hình nhà tôi thế nào, thúc giục mãi thôi. Nhanh chóng tìm một người đàn ông báo cáo kết quả mới có thể an tâm làm việc. Nhưng nếu như vậy, cô sẽ hạnh phúc sao? Cũng chẳng sao. Dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng động lòng với ai, chỉ có, thôi bỏ đi, có lẽ tôi thật sự có vấn đề lớn. Có thể là một số vấn đề tâm lý như không có hứng thú đối với đàn ông, phải làm thế nào đây? Bất luận thế nào, tôi đều sẽ giúp cô. Thật sao? Vậy, đưa tay qua đây được. Là lòng bàn tay. Thế này. Đúng. Đau. Tiểu thư Hàn, có phải cô có chút khuynh hướng ép không? Luôn thích làm những động tác nhỏ, mặc dù không gây tổn thương thật sự, thậm chí có chút thoải mái. Ấy, tôi ấn mạnh quá sao? Xin lỗi, loại chuyện này vẫn nên hình thành dưới tình huống cậu tình tôi nguyện thì tốt hơn. Nếu không thể tiếp nhận thì nhất định phải nói với tôi. Không, làm quý khách vui vẻ là chức trách. Nếu như có thể giúp cô giảm bớt tâm trạng, vậy xin, cứ tiếp tục đi. Ây ra Vạn tiên sinh, mau đến chỗ chúng tôi này, tôi gọi rượu đắt tiền cho cậu. Đến ngay. Khách hàng khi lựa chọn nam tiếp viên bồi rượu nói chuyện thì ngoại trừ trả tiền theo giờ, còn có thể gọi rượu cho họ. Rượu càng đắt lợi nhuận tiếp viên được chia càng cao. Ngại quá, có thể phải đến bàn khác trước rồi, sẽ quay lại nhanh thôi. Đi, đi đi, cũng gọi giúp tôi một chai rượu ngon nhập khẩu. Nếu khách hàng khác nhau chọn cùng một tiếp viên, thì tiếp viên phải di chuyển và trò chuyện giữa các bàn với nhau. Quả nhiên phụ nữ làm đúng mới tốt số sao. Ở cạnh với người ta một lát nữa đi, cậu đắt thật đó. Mối quan hệ dùng tiền mua được đều là như vậy, cho dù sớm đã biết những quy tắc này, mình lại không cảm thấy hâm mộ, bởi vì mình cũng không ghét cái bản thân lạnh lùng và nhàm chán này. Hắn ôm lấy cô đặt lên giường, cô bảo khát quá. Cô đừng cử động, để tôi. Hàn tiểu thư cô say rồi, nhưng yên tâm, ở đây là khách sạn chính quy. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nhanh chóng rời đi. Ấy, không được đi. Xin lỗi, hôm nay khá đặc biệt, tôi bắt buộc phải đi. Cô nghĩ đặc biệt. Chỉ nghe nói phụ nữ mới có ngày đặc biệt, đàn ông có ngày đặc biệt ở đâu ra vậy? Nghĩ xong cô bảo có gì đặc biệt chứ, không lừa được tôi đâu, cô ôm chặt hắn. Hàn tiểu thư, xin buông tay. Không buông, hành vi say rượu điên cuồng. Trên người cậu thật ấm. Thoải mái quá đi. Trên đầu hắn bỗng mọc ra hai tai. Hỏng bét, sắp bắt đầu mất khống chế rồi, còn không đi thì rất nguy hiểm. Xin lỗi thất lễ rồi, nói xong hắn cởi áo ra để rời đi. Cô nghĩ ve sầu thoát xác. Còn có thể như vậy sao? Thật lạnh nhạt mà, mình quả nhiên không có chút sức hấp dẫn đối với phái khác, cho dù làm nũng cũng không giữ được người ta. Nhưng mà chiếc cổ của cậu ấy rất đẹp, và, cô kinh ngạc, hưng phấn hỏi hắn vì sao lại có tai thú. Tai thú ư? Lẽ nào mình biến hóa sớm? Không, người sao lại có tại thú chứ, là cô say rượu hoa mắt thôi. Có hoa mắt hay không cứ sờ một cái là rõ mà. Không, không thể được. Nói rồi cô bị trượt chân ngã xuống, hắn lao tới bảo cẩn thận. Ấy, Vạn tiên sinh, mắt của cậu. Giống như dã thú. Vù vù, hắn bị biến hóa phồng lên. Xin lỗi, tôi không kiểm soát được, đừng nhìn tôi. Vạn tiên sinh sao thế? Chuyện gì vậy? Người, biến thành động vật rồi. Hắn bảo đừng động. Vạn, là Vạn tiên sinh đúng không vậy? Anh vẫn còn thần trí chứ? Hắn nghĩ xong rồi, vì sao lại bị cô ấy nhìn thấy chứ? Hàn tiểu thư, tôi sẽ không làm tổn thương cô, xin đừng báo cảnh sát. Cô đang cố gắng hiểu xem hắn nói gì. Không sao, tôi rất bình tĩnh, có thể giao tiếp được.
Nhưng Vạn tiên sinh sao lại biến thành lông xù vậy? Bộ dạng trông có vẻ sở rất tốt. Khi tôi còn nhỏ, thường cảm thấy trong nhà khó thở. Vì thế rất thích trèo qua tường vây cao cao của viện phúc lợi gần đấy. Bởi vì, sau bức tường đó, có một chú chó nhỏ bẩn thỉu đang đợi tôi. Nhưng Vạn tiên sinh sao lại biến thành lông xù vậy? Bộ dạng trông có vẻ sở rất tốt. Hàn tiểu thư chỉ là nằm mơ thôi, đợi ngày mai tỉnh dậy tất cả đều sẽ quay về như cũ. Hắn nghĩ người này bị sao vậy? Nhìn thấy quái vật phải muốn chạy trốn mới đúng chứ, uống rượu nên gan to chăng? Nằm mơ? Ồ, hóa ra là nằm mơ à, chẳng trách lại nhìn thấy chó nhỏ. Nhưng nếu đã là trong mơ, tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích không? Nói rồi cô đè con sói xuống rồi bảo, ây da, sớm đã muốn quan sát loại sinh vật này ở cự ly gần rồi. Đừng đụng. Trông có vẻ hình như rất ngon đấy. Răng dường như cũng rất sắc bén đấy. Cho tôi xem bên trong miệng một chút nhé. Cô ấy sao vậy, say rượu dẫn đến phát điên. Chao ôi, a, quả nhiên cấu tạo khác với con người. Nhưng cơ thể của dã thú không dễ kiểm soát được lực độ, nếu phản kháng sẽ làm cô ấy bị thương. Đừng, ực, he, đáng yêu quá. Đúng là so với con người, chó vẫn tốt hơn. Hắn che miệng cô lại bảo không thể hôn. Loại chuyện hôn môi này, chỉ có thể làm với người mình thích thôi, tôi, không xứng đáng. Chuyện sau đó, hoàn toàn không có ấn tượng gì, say rượu hại người mà. Tối qua hình như uống say gục luôn ở quán tiếp viên, sau đó được Vạn tiên sinh đưa đến đây, chỉ nhớ, a nhất định là ảo giác nhỉ. Bốp, người sao lại biến thành động vật được chứ, quá khó tin rồi. Nhưng, thật sự là vô cùng để ý luôn đó a, cứ gặp mặt trước rồi chứng thực vậy. Xin chào dinh thự trên, tôi muốn đặt chỗ của Vạn Thuấn tiên sinh vào tối nay. A, xin lỗi quý khách, hôm nay Vạn tiên sinh nghỉ phép, không thể tiếp đón được. Vậy bình thường cậu ấy đi làm ngày nào? Nếu là Vạn tiên sinh, thì tình huống khá đặc biệt đấy. Cậu ấy có lịch làm việc trong 2 ngày sau khi nghỉ phép, ngày mốt sẽ đến quán, có cần hẹn trước ngày mốt cho cô không? Vậy làm phiền rồi. Cô nghĩ thầm kỳ lạ, cậu ấy vẫn chưa hồi phục sao? Trong phòng Vạn Thuấn vẫn đang biến hình đầu sói. Hàn Trục, sao con lại cãi nhau với đối tượng xem mắt rồi? Không còn người nào có điều kiện tốt hơn công tử Lịch gia nữa đâu, vẫn chưa biết đủ à? Mẹ, không phải con không biết đủ, là đối phương đá con rồi. Vậy nhất định vấn đề không phải do con trai nhà người ta, bà Lịch đã nói với mẹ rồi, con căn bản không quan tâm đến tiểu Lịch. Mỗi ngày đều không chủ động hỏi han ân cần với nó, con trai bây giờ đều thích kiểu con gái chu đáo. Thật sự mỗi ngày con đều dậy sớm hỏi thăm, tất cả tin nhắn WeChat đều trả lời, nhưng người ta lại cảm thấy con nói chuyện lạnh lùng cứng nhắc, còn cách gì nữa đâu. Bà mẹ lại nói vốn là do con không biết cách nói chuyện. Sầu chết người luôn mà, con cũng không còn nhỏ, chỉ mấy năm nữa là đến 30, sắp bước vào thời kỳ mất giá rồi. Bạch Tiểu Sam, bạn thân kiêm thư ký của Hàn Trục. Hàn Tổng, tan làm rồi, đi uống một ly không? Tóm lại bất luận thế nào cũng phải theo đuổi công tú Lịch quay lại, còn nếu không đừng về nhà nữa. Sao vậy? Lại bị mẹ cậu thao túng tâm lý nữa à? Cậu cũng đến quán nam tiếp viên để học hỏi cách qua lại với đàn ông rồi mà, vẫn không có khởi sắc sao? Có thể làm gì nữa chứ? Nhưng mà gần đây có chuyện để ý càng muốn biết hơn. Tối nay không uống rượu được rồi, đi trước đây. Ủa? Đó không phải là anh Vạn đầu bảng của quán chúng ta à? Sao mấy ngày trước lại không thấy anh ấy? Thời gian làm việc của anh Vạn rất linh hoạt, chuyện thường thôi. Hừ, người hát thật tốt mà. Có điều anh ta ngồi cách xa khách hàng quá rồi đó. Có tinh thần chuyên nghiệp hay không vậy? Phong cách tiếp đãi của anh Vạn là như vậy, rất nhiều khách hàng thích loại hình lạnh như băng này. Cậu vẫn là người mới, học hỏi nhiều một chút. Sở dĩ mấy người phụ nữ ngu ngốc đến quán, chẳng phải vì họ muốn được đối xử như người quan trọng sao? Rõ ràng đều là hầu hạ người khác mà còn bày đặt giả vờ cao lãnh. Đúng là làm điếm còn muốn lập đền thờ. Vừa mới nói xong Vạn Thuấn đã đứng trước mặt nhìn cậu ta. Anh Vạn, anh đến rồi. Em vừa nãy không phải, Tiểu Kim, có thể cho tôi mượn nước hoa chút không? Của tôi vừa mới hết. À, được, là Hàn Tiểu Thư đến rồi sao? Hàn Tiểu Thư. Chính là phú bà trẻ tuổi nâng đỡ anh Vạn thành nô một. Nghe nói lúc anh Vạn vừa đến quán lăn lộn khá thảm. Nếu không phải gặp được kim chủ, thì không có khả năng leo lên nhanh như vậy, cho nên dù rất lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng mỗi lần tiếp đãi Hàn Tiểu Thư đều sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút. Hắn nghĩ đều nghe hết rồi à, nhưng đại khái cũng là sự thật đi. Tôi à, từ lúc sinh ra cơ thể không giống với người bình thường. Không thể được xem là con người. Thật kỳ lạ, thiết bị không thể kiểm tra ra được máu của cháu, hay là thử lại lần nữa. Cũng không cách nào thông qua kiểm tra sức khỏe mà tiến vào trường học, hoặc có được công việc ổn định. Tình hình cơ thể khác với người bình thường, sẽ bị xem thành quái vật không thể đi học, cũng không có bằng cấp, vậy nên 3 tháng trước chỉ có thể đến loại quán này. Thật xui xẻo. Người mới này lời cũng không nói được mấy câu, bản lĩnh quyến rũ phụ nữ ngược lại không nhỏ đấy.
Ha ha, hay là đánh hắn ta thêm mấy đấm nữa. Được rồi, chủ quản không cho gây sự, làm ầm lên không tốt đâu. Nhưng nếu không làm tổn thương đến mặt, vẫn có thể tùy tiện đấm mấy cái đấy ha ha. Nói xong hắn khui lon nước đổ lên đầu Vạn Thuấn rồi bảo, này thì cướp khách, đáng đời, ha ha, thật nhếch nhác. Vạn Thuấn nghĩ thầm nhịn lại, tâm trạng kích động dễ gia tăng biến dị. Không được, lúc này mà động thủ, mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Ấy, nơi này không phải là phòng vệ sinh sao? Xin lỗi tiểu thư, phòng vệ sinh ở hành lang bên cạnh, tôi đưa cô qua đó nhé. Bên này là phòng nghỉ của nhân viên. Ồ, làm phiền rồi. Vậy chúng ta, cứ để cậu ấy, đi cùng tôi đi. Vạn Thuấn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn Trục. Đang nhớ lại thì có người bảo Vạn Thuấn, khách của anh đến rồi. Được, qua ngay đây. Chúc anh Vạn thuận lợi. Hài, mình lại nghĩ đến chuyện lúc trước rồi. Rõ ràng đã nhìn thấy mình biến thành quái vật. Sao cô ấy vẫn dám đến chứ? Vạn tiên sinh, không đúng, lông xù tiên sinh, lâu rồi không gặp. Đã nói đó là cô nằm mơ thôi mà, ngồi xuống trước đi. Cô cười rồi bảo được, tìm một vị trí tương đối kín đáo thì thế nào? Dù sao thì chuyện hôm nay muốn nói, bị người bên cạnh nghe được thì không tốt đâu. Mời cô muốn uống gì? Hắn nghĩ xem ra cô ấy hoàn toàn không tin cái cớ trong mơ, thái độ dường như cũng không giống với bình thường, cảm giác nồng nhiệt này là gì thế? Uống rượu hỏng việc, tối nay quên đi. Cho một ly nước cam rồi ăn chút. À, nhưng mà ở đây chẳng có món gì để ăn, toàn là rượu. Hàn tiểu thư chưa ăn tối sao? Đúng vậy, vừa tan làm đã sốt ruột chạy đến đây, chỉ sợ cậu đột nhiên bốc hơi khỏi trần gian. Cô nghĩ yêu quái khi bị đâm thủng lớp biến thân thì sẽ chạy trốn. Không đâu, ngoại trừ dinh thự, không còn nơi nào có thể thu nhận loại người như tôi làm việc, dù sao mỗi tuần đều sẽ đột nhiên biến mất vài ngày. Vạn tiên sinh, rất thiếu tiền sao? Xem như là vậy đi, muốn kiếm đủ lương hưu sớm. Ha ha, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn 20. Trước tiên đừng uống lạnh, nếu không ăn cơm dạ dày sẽ khó chịu đấy. Đợi tôi một chút, đây ăn trước cái này đi. Sandwich giam bông hả, trên thực đơn không có mà. Là tôi làm để ăn khuya, chỗ ngồi này rất khuất, sẽ không bị ai chú ý đến đâu, mau ăn đi. Tự mình làm à? Vạn tiên sinh đều đối xử tốt như vậy với tất cả khách hàng sao? Ngon quá. Tố chất nghề nghiệp mà thôi, làm sao có thể chứ? Là vậy à? Hắn nghĩ nhìn cô ấy, có chút thất vọng sao? Khá tốt, điều cần thiết chính là cái này. Nghĩ xong, hạ quyết tâm cô quay sang bảo Vạn tiên sinh, làm ăn chút không? Làm ăn sao? Lúc trước tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cứ tưởng chỉ cần giao lưu với đàn ông nhiều một chút, thì có thể học được cách làm sao qua lại với đàn ông. Nhưng rất rõ ràng, yêu đương không dễ dàng đến như vậy, tôi lại bị đá rồi. Cho nên, cô lấy ra một bản hợp đồng giả làm bạn trai rồi nói, cho nên nếu cậu cần tiền, còn tôi lại cần một người bạn trai để chặn miệng gia đình. Vậy vì sao mỗi người không tự lấy những thứ cần thiết với riêng mình nhỉ? Cô là muốn tôi, giả làm bạn trai của cô. Đúng vậy, chuyện này đối với người chuyên nghiệp mà nói thì rất đơn giản có phải không? Dù sao cũng có thể yêu bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào. Có thể hỏi, vì sao chọn tôi không? Không sợ sao? Có lẽ là vì do tôi thích lông xù nhỉ, và còn nắm được nhược điểm của cậu trong tay ha ha. Yên tâm, nếu như đã thành lập khế ước, chuyện dã thú tôi sẽ không nói ra ngoài. Nếu như cậu ấy không đồng ý hợp đồng, thì đây chính là lần cuối cùng phóng túng, đòi chút phúc lợi vậy. Nhưng bên cạnh đó, lúc Vạn tiên sinh biến thân cũng không thể giấu tôi. Nói xong cô cắn vào cánh tay hắn kêu đau. Đương nhiên, đồng ý hay không đều do Vạn tiên sinh quyết định, nếu không có hứng thú thì tôi cũng sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Thỏa mãn rồi, thỏa mãn rồi. Nếu từ chối, Hàn tiểu thư sẽ không đến dinh thự nữa sao? Làm phiền mãi cũng hơi khó xem, không cần thiết. Tóm lại thêm số điện thoại cá nhân với tôi. Khi nào muốn ký thì liền. Không cần. Hắn vừa nói xong cô trầm tư nhìn hắn rồi bảo cũng đúng. Dù sao cậu cũng đầu bảng ở đây, lương theo giờ rất cao, quả thật vẫn nên tìm tiếp viên khác. Bây giờ tôi ký. Hả? Tôi nói, không cần suy nghĩ, bây giờ tôi ký luôn. Hắn ký Trương Vạn Thuấn ô, hóa ra đây là tên thật của Vạn tiên sinh. Cô nghĩ có điều cậu ấy đồng ý cũng nhanh quá đấy. Xem ra thật sự rất thiếu tiền. Sau đó là 24 tuổi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, được, không có khoảng cách thế hệ. Xong rồi, vậy là không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ trả lương theo giờ. Điều cậu cần làm là sau khi tan làm thường xuyên đến nhà tôi, dùng thái độ ở bên cạnh bạn gái để đối xử với tôi. Nỗ lực đưa tôi vào không khí yêu đương. Sáng mai có thể đến tìm cô. Bình thường quán kinh doanh từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Nhưng sáng mai tôi phải đi làm, khoảng tối mới có thời gian rảnh. Như vậy xem ra, thời gian trùng nhau cũng chỉ có ngày nghỉ của hai bên. Giờ nghỉ trưa của tôi thì gặp mặt, buổi tối cậu vẫn đi làm bình thường. Ngày cậu nghỉ phép đợi tôi đến 7 giờ tan làm rồi đi ăn thì thế nào? Xin lỗi, chắc cô cũng đoán được,
tôi chỉ có thể nghỉ phép vào những ngày tôi tiến hành biến hóa. Hình tượng khi đó so với dã thú không bằng nói là quái vật. Hắn nghĩ hình như cô ấy thật sự rất cố chấp trong việc học cách qua lại với đàn ông, từ lần đầu tiên gặp ở quán đã, hắn nghĩ lại 3 tháng trước. Mà nói nhân viên phục vụ các cậu ở đây chỉ cần đưa tiền, thì bất luận thế nào cũng sẽ không đá khách sao? Hửm, sao lại muốn hỏi cái này? Chỉ cần vào quán, chúng tôi đều sẽ xem khách thành công chúa điện hạ mà tiếp đãi, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại chuyện đá khách này. Lát nữa sẽ chuẩn bị nam tiếp viên thích hợp cho cô. Cậu đến tiếp đãi đi, nếu là tôi, thì quá nhếch nhác rồi. Các cô gái nên thích người mạnh mẽ hoặc tỏa sáng, nam tính như hoàng tử hơn chứ. Không nhất định là thế, cậu không được sao? Tôi ư. Đúng đó. Cô cười rồi bảo cũng có phụ nữ so với việc thích người mạnh mẽ tỏa sáng, thì càng thích nhìn bọn họ tổn thương, khóc lóc, hoặc là dáng vẻ sụp đổ hoàn toàn hơn. Tôi chính là một trong số đó, thế nào? Rất kỳ quái đúng không? Biến thành quái vật cũng hoàn toàn không thành vấn đề, lúc trước không phải đã giải thích rồi sao? Tôi cũng không được xem là người bình thường gì, vậy nên so với con người, có lẽ quái vật sẽ hợp ý hơn một chút. Đổi câu nói khác, tôi thích quái vật. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ rung động với chú chó đó. Hàn tiểu thư, loại chuyện này không thể nói bậy được. Sao nào? Lo lắng tôi chỉ thích vẻ ngoài thôi à? Nếu cảm thấy hôm đó là tác dụng của cồn thì không thể lấy để làm tham khảo được. Hiện tại vạn tiên sinh có thể biến hóa, xem tôi có sợ hay không? Chưa đến thời gian thì không thể biến. Chuyện gì vậy? Soảng, ly vỡ. Xin lỗi Hàn tiểu thư, tôi phải đi rồi. Hắn nghĩ rõ ràng mới nghỉ ngơi xong, vì sao lại xuất hiện cảm giác sắp không khống chế được cơ thể? Hà, đợi đã, còn rất nhiều chuyện chưa quyết định xong mà. Cô nghĩ đây là đột nhiên muốn hủy hợp đồng sao? Mấy cái đó sau này rồi nói. Hiện tại tôi lại, chưa nói xong hắn đã ngã xuống. Vạn tiên sinh, cậu vẫn ổn. Đây là, cái đó vạn tiên sinh. Đừng qua đây. Không biết vì bao, đột nhiên lại bắt đầu biến hóa rồi, hình dáng của tôi không có quy luật. Sao cho biến thành quái vật cho đều có thể giữ lại phần lớn ý thức của bản thân, nhưng vẫn sẽ kế thừa một chút tập tính của thứ đó. Rất nguy hiểm. Này, lần này là play xúc tua à? Mặc dù biến thành rất nhiều thứ, nhưng phần lớn vẫn là lông xù xù. Cô đi mau đi, nguy rồi, hình dạng này trước giờ chưa từng xuất hiện, vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng. Thật ra cũng không sao, tôi sẽ duy trì khoảng cách an toàn, hóa ra không chỉ biến thành chó à. Có chuyện gì có thể giúp không? Không cần giúp, các chi chia thành quá nhiều nhánh, không thể khống chế được, cô bảo vệ tốt bản thân đi. Đuôi của hắn bò tới chỗ cô, hát quát quay lại. À, bò lên rồi. Hắn nghĩ làm sao đây, nếu làm tổn thương đến cô ấy, chỉ có cô ấy. Cô cầm lấy đuôi rồi bảo vạn tiên sinh không cần lo lắng. Mấy xúc tua này hình như không có ác ý gì với tôi. Dường như còn khá hưởng thụ cảm giác được vuốt ve đấy. Vậy cũng không thể buông lỏng cảnh giác, tạm thời tôi không thể kết nối với tất cả các dây thần kinh. Lúc này không biết bọn chúng đang di chuyển dựa vào cái gì. Yên tâm, lúc cảm thấy nguy hiểm tôi sẽ tránh xa. Nhưng hiện tại xem ra cho dù khi dễ nó vẫn tương đối ngoan ngoãn đấy. Đã bị mấy thứ này quấn lấy còn dám lại gần nữa, cô cũng to gan thật. Cái này có gì đâu, chẳng qua chỉ là miếng thịt thôi mà cơ thể cậu sao rồi? Còn đau không? Sao cô ấy biết mình đang đau? Không có gì đáng ngại, xương cốt đã không còn bị chèn ép, dường như chỉ có nửa thân dưới biến đổi thôi. Vậy còn phải đợi đến bao lâu? Dưới tình huống bình thường biến dị kéo dài ít nhất 1 ngày rưỡi, nhưng tối nay rất đột ngột, không biết sẽ dày vò đến lúc nào. Vậy nên Hàn tiểu thư về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tôi không về, vừa vặn cũng là cơ hội có thể chứng minh vạn tiên sinh đang trong thời kỳ biến hóa, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, sao có thể không nắm bắt được chứ? Đã nói chuyện này, huống gì tôi cũng cần học hỏi một chút làm sao để chăm sóc người khác, lúc trước có lúc vì đối tượng xem mắt bị bệnh mà vẫn làm việc, bị, bỏ đi, không phải chuyện thú vị gì, tóm lại giữa cặp đôi phải chăm sóc lẫn nhau. Nếu một bên bỏ ra quá nhiều một bên bỏ ra quá ít, thì sẽ không đạt được mục đích huấn luyện. Tôi đi ra hạn phòng thuê với khách sạn, cậu nằm một lát đi. Cái đó, trước tiên thả lỏng một chút, đừng nhìn tôi cũng hết cách. Thế này, nếu như thả cho tao đi, lát nữa sẽ cho bọn mày tùy ý quấn lấy, thế nào? Thế mà còn đàm phán với xúc tua, nghĩ gì vậy chứ? Đúng, sẽ về ngay thôi. Đến lúc đó muốn quấn muốn cuộn hay muốn sờ đều được đó. Dê, có thể giao tiếp được này, cảm ơn nhen. Cô vừa cười vừa bước đến bấm điện thoại. Hắn nghĩ tình huống gì đây? Cơ thể mọi ngày nóng nảy rất lâu, lại cứ thế mà nghe lời sao? Đúng, thuê phòng theo giờ, đổi thành thuê phòng theo ngày. Mấy đuôi xúc tua còn bắn tin cho cô nữa. Lẽ nào bọn nó thật sự có thể trao đổi? Đừng động nữa, dừng lại, thả ra. Hừ, không có tác dụng. Sao cô ấy làm được chứ? Nếu như ngày mai vẫn chưa khôi phục, thì lại tiếp tục thêm 1 ngày nữa,
nhưng tôi vẫn phải đi làm vậy nên tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Hàn tiểu thư cũng định, ở lại sao? Đúng vậy, đáng ra nên đặt thêm một phòng nữa. Nhưng nếu đã đáp ứng với đám nhóc đó thì không nên nuốt lời. Dù sao trên hợp đồng cũng có viết điều khoản tuyệt đối nghiêm cấm hành vi ích, người vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt nặng. Tôi nghĩ, Vạn tiên sinh sẽ không làm gì với tôi đâu nhỉ? Mới đó đã ngủ rồi sao? Rõ ràng vẫn đang bị xúc tua quấn lấy mà. Cô ấy đúng thật là, hoàn toàn không thay đổi. 18 năm trước này, tỉnh dậy phát hiện có thêm một người, cô là tư liệu sống thí nghiệm vừa mới được thu nhận à? Sao lại chạy đến khu vực này? Hửm, tư liệu, sống. Hàn chục 8 tuổi. Tôi không phải, chỉ là trèo tường từ bên ngoài vào đây thôi. Trèo tường, chẳng lẽ là trèo qua bức tường vô cùng cao này ư? Sao có thể làm được chứ? Ấy, chó biết nói chuyện. Tiêu rồi, không thể để người bình thường phát hiện mình không ổn được. Gâu, gâu, gâu y ra, cho dù bây giờ học tiếng chó sủa tôi cũng không mất trí nhớ đâu. Nếu đã biết rồi, sao còn không mau chạy? Viện nghiên cứu này không để người ngoài tiến vào, nếu bị bắt được sẽ rất nguy hiểm. Hả? Nhưng trên bảng hiệu bên ngoài viết là trại trẻ mồ côi mà. Tôi tạm thời trốn nhà đi, vẫn chưa muốn về đâu. Không, không được. Bên trong bức tường đều là quái vật mỗi ngày cần phải tiêm thuốc uống thuốc. Tôi cũng là quái vật. Nói không chừng sẽ lập tức nuốt chửng cô đấy. Hắn nghĩ phải dọa cô ấy chạy đi, nếu không cũng sẽ bị đám chú gì kia mổ tới mổ lui giống mình mất. Cô ấy đang làm gì vậy? Cô nắm lấy chân Hàn rồi quật xuống đất. Ui da, đau quá đột nhiên xông đến làm gì vậy? Yên tâm đi, tiểu trục rất lợi hại, sẽ không bị quái vật nuốt chửng. Vậy nên anh trai quái vật không cần lo lắng bản thân sẽ làm hại đến tiểu trục đâu. Mặc dù sớm đã mất đi ký ức, trở thành người hoàn toàn xa lạ, cô ấy cũng chưa từng sợ hãi mình vì sự quái dị này của mình, chỉ có điều, hiện tại mình đã đánh mất tư cách để ở bên cạnh cô ấy một lần nữa. Đây là đâu? À đúng rồi, tối qua sau khi Vạn tiên sinh biến dị, bọn mình đã ở lại đây, cũng không biết cậu ấy đã ổn hơn chút nào chưa? Cơ thể sao lại không động đậy được? Cô mở chăn ra thấy loi nhoi nhiều quá liền bảo mau buông ra. Sao còn vào trong quần áo nữa? Trơn trượt không thoải mái chút nào. Tan làm lại tới chơi cùng mọi người có được không? Hàn tiểu thư, cô tỉnh rồi. Ồ, Vạn tiên sinh dậy thật đúng lúc, hôm qua rõ ràng xúc tua rất ngoan, hôm nay lại đột nhiên không nghe lời. Cô, cảm giác của xúc tua chuyển qua đây rồi. Ấy, gì nữa đây? Xin lỗi, hôm qua đã có giải thích, tạm thời tôi không có. Không được, không thể tiếp tục nhìn Hàn trực nữa. Cơ thể sẽ càng thêm bồn chồn hơn. Nhưng trải qua một đêm đồng bộ, đại khái đã có thể phân biệt được hướng đi của mỗi xúc tua. Có thể cho tôi chút thời gian không? À được, vất vả rồi. Trong tình huống bình thường, bộ phận biến dị sẽ theo thời gian mà tăng trưởng dần dần thích nghi với cơ thể. Chỉ có điều lúc này bọn chúng vẫn tuân theo bản năng quấn quanh mà làm việc, phải liên kết từng chút với tư duy của mình. Nhánh này kết nối thành công, nhánh này cũng không vấn đề gì, còn nhánh này, cảm giác kỳ lạ, giống như mình đang dùng rất nhiều bàn tay vuốt ve làn da của Hàn Trục vậy. Vẫn chưa xong sao? Chúng chui vào chỗ không nên vào rồi. Sắp rồi. Sắp rồi là bao lâu? Tuy nói nếu đã quyết định giả vờ làm người yêu, thì nhất định không thể tránh khỏi một vài tiếp xúc thân mật, nhưng loại cảm giác giống như chơi này cũng quá xấu hổ rồi đó. Có điều cũng không thể dùng sức kéo đứt xúc tua được, Vạn tiên sinh sẽ bị thương chứ. Cố gắng, được rồi, vẫn còn một nhánh cuối cùng, kết nối toàn bộ là có thể buông cô ấy ra. Đợi đã, nó muốn làm gì? Cẩn thận, phải lập tức khống chế lại. Ấy, hình như nó vừa hôn tôi một cái. Ây ra, vậy có phải tôi cũng nên đáp lại một chút không? Nói xong cô liền hôn lên đuôi xúc tua, thình thịch, nụ hôn truyền qua đây rồi. Vạn tiên sinh đã có thể kiểm soát được cơ thể rồi sao? Chân của cậu, xúc tua biến mất rồi. Không thể nào. Cái gì không thể nào, phù, cuối cùng cũng được thả lỏng rồi. Từ khi sinh ra, tôi chưa từng nhìn thấy tình huống biến dị giữa chừng, rồi đột nhiên khôi phục, vậy nên cho dù là chuyện biến dị sớm, hay hiện tại biến dị chấm dứt, dường như đều có liên quan đến cô. Chuyện này vô cùng kỳ lạ, rốt cuộc. Là vì sao chứ? Làm sao mình biết vì sao chứ? Tuy không cần phải chấm công, nhưng đây hình như là lần duy nhất đến muộn trong 2 năm gần đây. May mà buổi chiều Vạn tiên sinh mới đi làm. Có điều trên thế giới, thật sự tồn tại người biết biến hóa sao? Thú vị! Cái đó Hàn Tổng không hay rồi. Ồ Tiểu Bạch à, sao vậy? Sáng nay, mẹ cô đến kiểm tra rồi. Bà ấy đến rồi sao? Mẹ, đến sao không nói trước một tiếng? Đột ngột quá đó. Ồ, loại chuyện thị sát chi nhánh công ty này, đương nhiên phải đột xuất rồi. Nếu không thì làm sao bắt được tổng giám đốc ngủ quên đi làm trễ, đúng chứ? Vương Kiến Lệ, chủ tịch hội đồng quản trị trang sức chụp lộc mẹ của Hàn Trục. Không có ngủ quên.
chỉ là tình huống bất ngờ, có một người bạn cơ thể xảy ra chút vấn đề. Khoan đã, cổ tay con bị thương à, hình như có vết thương. Đưa mẹ xem. Hả, vết thương? Cái này, dấu vết này chắc không phải do xúc tua của Vạn tiên sinh lúc quấn vào tạo ra đâu nhỉ? Ai, là ai làm? Ai dám động vào con gái Hàn gia hử? Ặc, vết xúc tua quả thật không giống do đồ vật con người tạo thành, nếu để mặc cho mẹ tìm tòi nghiên cứu, thế nào cũng sẽ trực tiếp gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương. Bà ấy chính là kiểu người độc tài bạo chúa không nghe người khác nói. Nhưng nếu thật sự phát triển đến tình huống xấu nhất, bí mật của Vạn tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, chỉ có thể như vậy. Mẹ, trước tiên mẹ bình tĩnh một chút nghe con nói đã, không có ai làm hại con cả. Vết này đều do con tự nguyện để lại. Hả? Là ý gì? Chính là nói, con gái của mẹ rất có hứng thú với chuyện tình thú đó. Gần đây con quen bạn trai, tối qua vừa vặn thử một chút, ngoại trừ trói ra thì không làm chuyện gì khác. Đương nhiên, sau khi thử qua cảm thấy rất đau, phát hiện mình vẫn là người bình thường nên lập tức bỏ ngừng rồi. Chuyện con vừa nói, đều là thật. Từng câu từng chữ đều là thật, con là một người bình thường, cũng đã thành công có bạn trai. Sau này mẹ không cần phải thúc giục nữa rồi. Nếu vẫn không yên tâm, đợi một khoảng thời gian nữa có thể dắt cậu ấy đến gặp mẹ. Vậy thì quyết định tuần sau gặp mặt đi. Nà ní, vẫn chưa được bao lâu, có phải gấp quá không? Bà mẹ để thiệp mời lên bàn rồi bảo, có gì mà gấp với không gấp. Tuần sau Lệ ra tổ chức tiệc rượu. Vốn định dẫn con đi nhận lỗi với Lệ công tử, hòa hoãn quan hệ giữa hai nhà. Nhưng nếu đã có bạn trai thì cùng nhau qua đó cho bọn họ nhìn xem, chứng minh con gái Hàn gia chúng ta không thua kém. Bà cười lạnh bảo, hừ, bà Lệ đó vẫn luôn lải nhải con trai ưu tú bao nhiêu, xem nó có thể tìm được bạn gái mới nhanh như vậy hay không. Mẹ, chỉ có thể dẫn bạn trai đi cùng, mới có thể chứng minh, mình không thua kém sao. Tóm lại, nếu không tham gia tiệc rượu sẽ làm mẹ tôi nghi ngờ, khiến kế hoạch bạn trai giả có chút phiền toái. Vậy nên, tối thứ tư Vạn tiên sinh có thời gian đi cùng không? Sẽ trả gấp 3 lần phí tăng ca. Buổi tối thì có thể, nhưng không thể qua đến rạng sáng. Chu kỳ biến hóa của tôi cô biết rõ mà. Ồ đúng rồi, đêm Vạn tiên sinh hóa sói đó cũng là rạng sáng thứ năm. Có điều cũng chẳng sao, ha ha, tiệc rượu đa số là xã giao, cơ bản không cần thâu đêm. Cô ấy đang cười gì vậy? Thế thì được, đến lúc đó tôi sẽ đến tìm cô. Ừm, vất vả rồi, gần đây chắc phải bớt chút thời gian đến quán đối chiếu thông tin với cậu, phòng ngừa mẹ tôi hỏi bừa. Được, bên này tôi cũng sẽ tranh thủ sắp xếp các cuộc hẹn trước, tận lực giữ lại quầy thẻ của cô. Mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng trước đó, vẫn có một vấn đề muốn hỏi cô. Vấn đề gì? Cô nghĩ thân phận nam tiếp viên đã ngụy trang thành bartender, lại đồng bộ thêm thông tin cá nhân, thì chắc không thiếu gì đâu nhỉ? Cô là, thật lòng muốn đóng vai người yêu với tôi sao? Đương nhiên, không thật lòng thì còn ở đây lăn qua lăn lại làm gì? Được, nếu đã như thế, vậy có vài câu phải nói thẳng. Giữa những người yêu nhau sẽ không gọi đối phương là Hàn tiểu thư hay Vạn tiên sinh. Hai chúng ta hiện tại, căn bản không có chỗ nào giống người yêu. Đã giải thích với mama rất lâu, yên tâm, thật sự chưa làm cái gì hết. Con người con, mẹ còn không hiểu sao. Không có khả năng ôm cháu trai, cháu gái cũng không có. Quả thực, đúng là giống như cậu ấy nói, hai người chúng ta so với người yêu, càng giống đối tác hơn, quá xa lạ rồi. Ý của cậu là thay đổi xưng hô. Không chỉ vậy, nhưng đó là chuyện ưu tiên hàng đầu. Cảm giác xa lạ có thể dùng lý do vẫn chưa tiếp xúc bao lâu để giải thích. Cảm giác thân mật lại không thể lừa người được, chỉ có thể thử từ những điều nhỏ nhặt xem sao. Không hổ là chuyên gia tình cảm. Được, vậy tiếp theo sẽ gọi cậu là Vạn Thuận hoặc bạn trai thì thế nào? Vạn tiên sinh cũng tùy tiện đặt một biệt danh cho tôi đi. Biệt danh à? Không cần chỉ định à? Không cần, cậu cứ xem mà làm. Vâng, nếu đã vậy, tôi có thể gọi cô là Tiểu Trục không? Đương nhiên. Cái này rất bình thường, gì vậy? Mặt đột nhiên sát lại gần quá, ha ha, quảng quảng gâu gâu Tiểu Trục hự, a Hàn tiểu thư cô vẫn ổn chứ? Không sao, đầu đột nhiên hơi đau, nhớ đến bạn chơi cùng ngày xưa, còn loáng thoáng nghe thấy chó đang nói chuyện, nhưng làm sao có thể chứ? Chó chỉ biết sửa gâu gâu thôi, bạn chơi cùng. Hàn tiểu thư nếu thấy khó chịu, tôi có thể massage đơn giản cho cô, cậu biết massage, làm nghề phục vụ ít nhiều gì cũng cần phải hiểu một chút. Là vậy sao? Vậy thì nhờ cậu đấy. Có điều bạn trai tiên sinh có phải quên mất giao kèo vừa nãy, lại gọi Hàn tiểu thư nữa rồi. Dù sao vẫn đang trong giờ làm việc, lúc riêng tư thì lại thân mật tiếp. Hiện cũng không có ai nhìn thấy, không sao nhỉ. Hài, vừa nãy cậu gọi biệt danh của tôi, mới khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu. Cảm giác có chút hoài niệm, lúc đó đặc biệt thích chạy đến một cái sân lớn chơi, vì trong sân có một chú chó vô cùng đáng yêu. A, sao vậy? Mạnh tay quá rồi sao? Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
mà nói, Hàn tiểu thư lúc nhỏ, chắc rất được hoan nghênh nhỉ. Vì sao chỉ nhớ duy nhất một chú chó? Nó có gì đặc biệt sao? Cũng không được hoan nghênh lắm. Người trong nhà đơn thuần chỉ quan tâm đến tiền đồ của anh trai, thời thơ ấu không ngừng muốn đính ước từ bé cho tôi với một lão già. Đợi Hàn Trục lớn hơn một chút, thì đưa đến vương gia làm con dâu nuôi từ bé đi. Hàn Cẩn lương tâm ông bị chó ăn rồi à? Đó là con ruột ông đấy. Mỗi lần đều vẫy đuôi kêu gâu gâu, như thể tôi là tất cả những gì của nó, là sinh vật duy nhất có thể chứng minh, cá thể Hàn Trục này cũng tồn tại ý nghĩa. Vậy nên tôi vô cùng thích nó. Hóa ra là vậy. Ký ức của Hàn Trục quả thật bị bóp mép mơ hồ rồi. Cô ấy không nhớ lúc trước khi biến thành sói con mình đã nói chuyện với cô ấy. Dù sao đem đoạn ký ức kia diễn hóa lại thì càng hợp lý, càng bình thường hơn về quá trình người vật ở chung với nhau. Như vậy là đủ rồi, tuyệt đối không thể để cô ấy khôi phục trí nhớ. Thứ 4, tiệc rượu Lệ gia. À mẹ, bọn con tới rồi. Ồ này, vị đây là Trương Vạn Thuấn lúc trước con từng nhắc. Nào, Vạn Thuấn, mẹ em. Chào dì, cháu là bạn trai của Tiểu Trục. Lúc chuẩn bị quần áo, một cảm giác được bao nuôi. Vạn tiên sinh gửi rồi. Ấy, sao tim đập nhanh vậy chứ? Hai ngày nay ngủ không ngon à? Ôi chao, đứa nhỏ này thật tuấn tú, dáng vóc cũng cao. Ha ha, ánh mắt Hàn Trục chúng ta không tệ đó. Mặc dù làm việc hơi không ổn định, nhưng không sao, Hàn gia. Mẹ! Mẹ không đi chào hỏi với bà Lệ sao? Hình như bà ấy ở bên kia. Ồ, phải chào một tiếng. Nhìn thấy không, tên kia chính là đối tượng xem mắt của tôi, cũng là thanh mai trúc mã thời học sinh của tôi. Chào dì Lệ Thừa Phong, 27 tuổi, công tử Lệ gia. Thanh mai trúc mã. Hình như từng nghe cô ấy kể qua. Y gia, tớ luôn chạy đến đây vì có rất nhiều nguyên do đó. Bố muốn gả tớ cho một ông già nè, tớ luôn bị người ta gây phiền phức, bị người ta ức hiếp nè. Ức hiếp? Ai? Một nam sinh cùng lớp kỳ lạ, cũng được xem là thanh mai trúc mã. Không biết, vì sao cứ thích dẫn một đám lâu la chạy tới nói mấy lời khó nghe với tớ. Còn túm tóc, xé sách giáo khoa, vô cùng phiền phức. Hừ, khí lực Hàn Trục lớn như vậy, thực ra căn bản không phải là con gái đúng chứ. Còn để tóc dài nữa cười chết mất. Vì sao lại bị đối xử như vậy chứ? Rõ ràng Tiểu Trục không phải quái vật, cũng không làm sai chuyện gì mà. Có lẽ chỉ đơn giản là ghét tớ thôi, trong sách nói con người sẽ nảy sinh ác ý, với những thứ bất đồng so với nhận thức của bản thân, có thể cậu ta nghĩ tớ không giống con gái bình thường, khá quái dị. Cũng đúng, tớ cũng vì sinh ra sẽ biến thành động vật, mới bị cha mẹ bỏ rơi ở nơi này. Cha mẹ, lẽ nào Tiểu Thuấn là con người? Không phải chó sao? Hắn bảo trên đời này làm gì có con chó nào biết nói chuyện? Có điều nghe mấy chú gì nghiên cứu viên nói, từ sau khi một thiên thạch ngoài hành tinh rơi xuống, trái đất đã xuất hiện số ít nhân loại biến dị. Bọn tớ bẩm sinh có trạng thái cơ thể không ổn định, có thể biến thành sinh vật hoặc phi sinh vật khác, hình như thứ gì đó được gọi là DNA đã biến dị. Thần kỳ quá. Vậy Tiểu Thuấn cũng có thể biến thành con người sao? Quá tuyệt biến cho tớ xem được không? Vừa đúng lúc sắp đến thời gian biến thân rồi. Không biết Tiểu Trục có thích tớ, với tư cách là con người hay không? Đáng yêu quá. Làm gì có. Đúng là siêu cấp đáng yêu luôn đó. Còn có mái tóc trắng nữa, nếu thanh mai trúc mã của tớ là Tiểu Thuấn, thì tốt biết mấy ha. Tóm lại, nhiệm vụ chủ yếu của đêm nay là, khiến mẹ tôi xác nhận tình yêu giữa hai chúng ta là thật, tránh cho ngày nào cũng càu nhàu. Cô nhỏ giọng bảo không liên quan đến vị Lệ thiếu gia kia, cậu đi vòng qua anh ta một chút. Không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta. Đúng tên đó vô cùng ấu trĩ khó đối phó, bị hắn nhắm vào sẽ khá phiền phức. Nếu thật sự chạm mặt cứ giao cho tôi xử lý, nếu không sẽ không xong đâu. Hàn tiểu thư, đã lâu không gặp. Nói chuyện một chút được không? Quan hệ giữa hai chúng ta quá vi diệu, tạm thời vẫn nên thôi đi. Nếu Lệ công tử rảnh rỗi, không bằng ở cạnh với mấy người ái mộ ngài nhiều một chút. Hàn tiểu thư đúng là người hay quên, tôi nào có người ái mộ gì chứ, ngược lại vị bên cạnh cô đây là... cậu ấy là... Xin chào, tôi là ai không quan trọng. Nhưng Hàn tiểu thư vẫn chưa ăn tối, có lẽ phải thất lễ một lúc, mong ngài thứ lỗi. Cô nghĩ cun, không hổ là người chuyên nghiệp. Nếu không biết trước đây chỉ là tố chất nghề nghiệp, nhất định sẽ cho rằng Vạn tiên sinh đang ghen vì bạn gái, ánh mắt của mẹ cũng không tệ, chắc hẳn rất vừa ý. Khụ, đại khái chính là như vậy. Thế chúng tôi đi qua bên cạnh dạo một chút, không quấy rầy Lệ công tử nữa. Cô, nói rồi hắn lao tới thì bị cô túm tay lại hỏi, Lệ công tử. Xin hỏi ngài vẫn còn chuyện gì sao? Chậc, Hàn Trục cô vẫn không thay đổi nhỉ, từ nhỏ đã có bộ dạng này, đúng thật là đáng ghét. Tôi vốn tưởng trước giờ em không biết sợ hãi, cũng chưa từng định một người bên cạnh. Nhất định sẽ đứng bên cạnh tôi sánh vai cùng bước. Nhưng tại sao em lại hoàn toàn không để tôi vào trong mắt? Xin lỗi, nghe không hiểu ngài đang nói gì, Vạn Thuấn, đi thôi.
Mẹ rất hài lòng, họ Lệ kia cũng không làm thiêu thân nữa, ở lại thêm một chút rồi về là được. Phải nhanh chóng rời đi trước rạng sáng, nếu không Vạn tiên sinh có lẽ sẽ biến dị. A, xin chào, có thể làm phiền một chút không? Tôi họ Hạng, Hạng Thiên Ca, làm việc ở tập đoàn Hạng Thị, cô là Hàn tiểu thư kinh doanh trang sức đúng chứ? Hạng Thiên Ca 28 tuổi, nữ, người thừa kế công nghệ Hạng Thị. Wow, chị gái ngầu quá, nếu không phải đang ở toilet, thật đúng là dễ nhận nhầm mà. Vâng, tôi là Hàn Trục, nghệ danh Hạng Tổng đã lâu, xin hỏi cô, cần gì sao? Ha ha, quả thật có chút việc vặt muốn nhờ cô giúp đỡ, gần đây tôi định cầu hôn bạn trai đã qua lại nhiều năm, chuẩn bị đặt mua nhẫn, nhưng kiểu dáng nhẫn tương đối đặc biệt, trực tiếp đến cửa hàng 100% sẽ bị từ chối. Cô nghĩ phái nữ cầu hôn rất hiếm thấy đấy, độ hào cảm tăng. Đặc biệt thế nào? Không vượt quá giới hạn chất liệu hẳn là đều có thể làm được mới đúng. Ây, giải thích sao đây ta? Tôi muốn đặt rất nhiều chiếc, đường kính từ 1mm đến 5cm, nhẫn nam được thu nhỏ theo tỷ lệ tương tự, giá cả không thành vấn đề. 5cm vòng tay sao? Làm nhiều như vậy có ích lợi gì? Chẳng lẽ cô ấy có rất nhiều bạn trai nhưng kích thước cũng không phù hợp lắm? Chính là lo lắng bị hỏi tới hỏi lui mới không có cách nào tự mình đi đặt đó. Nguyên nhân có thể không nói không? Mỗi người ít nhiều gì đều có vài bí mật nhỏ mà. Được, vậy thì không hỏi nữa. Chút, chuyện nhỏ này khá đơn giản. Khi nào cô rảnh đến công ty chúng tôi là được, chúng tôi sẽ chọn ra kiểu dáng yêu thích cho cô. Thật sao, vô cùng cảm ơn. Vậy thì nhờ cô rồi. Hàn Trục đã đi khá lâu rồi. Cơ thể có chút dao động, phải đè nén lại. Ồ, Trương tiên sinh đang ở đây ạ. Nếu tìm Hàn Trục thì cô ấy đến phòng vệ sinh rồi. Tôi biết, nhưng người tôi tìm là cậu. Xin lỗi, kẻ hèn này không quen ngài. Rời khỏi Hàn Trục, điều kiện là gì? À, cũng không muốn học theo mẹ chồng ác độc trong phim truyền hình dùng tiền đuổi người. Chỉ là cảm thấy cậu có lẽ cần. Bartender như cậu, nhất định rất muốn sở hữu một cửa hàng thuộc về mình nhỉ. Chỉ cần chia tay với Hàn Trục, tôi sẽ lập tức chuyển. Nghe không hiểu sao? Một cửa hàng của ngài, làm sao có thể sánh với cả cái Hàn gia? Ý gì? Không phải cậu định, đúng, rất đáng tiếc tôi không ngốc như vậy. Nếu tiếp nhận đề nghị nhiều nhất chỉ có thể lấy được một cửa hàng của ngài, nhưng nếu hầu hạ Hàn tiểu thư thoải mái, tôi sẽ là con rể tương lai của Hàn gia. Cho nên, nếu Lệ tiên sinh muốn khiến tôi rời khỏi Hàn Trục, vậy thì phải lấy ra thứ cao hơn giá trị của Hàn gia mới đúng, ngài nói xem đúng không? Dã tâm của tên này vậy mà, nhưng không sao, may mà mình đã chuẩn bị cả hai tay. Hai người thần thần bí bí nói gì đấy? Thời gian cũng gần trễ rồi, chúng ta về thôi. Được, đợi đã, Hàn Trục, tôi có đồ muốn cho cô nghe, nghe xong rồi quyết định, có đi theo anh ta hay không? Thế nào, nếu hầu hạ Hàn tiểu thư thoải mái, tôi sẽ là con rể tương lai của Hàn gia. Cửa tiệm của ngài sao có thể so sánh với toàn bộ Hàn gia được? Nếu ngài Lệ muốn tôi rời khỏi Hàn gia, vậy thì lấy thứ gì đáng giá với Hàn gia một chút? Hàn Trục, cô nhận ra đó là người đi bên cạnh mình nhỉ? Hắn căn bản không ngoan ngoãn như cô thấy đâu, và lại còn đang ngấp nghé tài sản Hàn gia đấy. Ừm, biết rồi. Đi thôi. Này, nghe không hiểu sao? Hắn căn bản không thích cô, chỉ đang lợi dụng cô thôi. Đã vậy rồi cô còn chấp mê bất ngộ. Vậy ngài Lệ là vì thích tôi, mới nói những lời này sao? Tay ngài vươn dài quá rồi đấy. Chuyện nhà chúng tôi bớt lắm chuyện dùm. Tốt, phiền phức đã được giải quyết, về nhà thôi. Nhà cậu ở đâu? Có cùng đường đến công ty không? Tôi uống rượu rồi không thể lái xe, tìm người lái hộ. Bình thường ở căn hộ, không về biệt thự không cần, tôi có thể lái. Tiện đường đưa ngài về luôn. Tuyệt, trực tiếp lái xe đi. Lần sau gặp, không đúng. Dù gì xin nghỉ rồi, chi bằng lái đến nhà tôi luôn thế nào? Có phòng khách, ngài hình như hoàn toàn không nhớ chuyện vừa nãy rồi. Cái gì? Tôi là người có ý đồ xấu với Hàn gia. Là một tên đàn ông tồi đang lợi dụng ngài để leo cao đấy. Ngài Vạn thật sự nghĩ vậy sao? Đúng. Đạt được khối tài sản một cách dễ dàng, là cơ hội mà tất cả mọi người nằm mơ muốn có nhỉ? Ờm, vậy cũng được. Nhưng mà ở rể không giống với kẻ lười biếng, muốn nắm quyền thì phải vào trước đạt nhiều thành tích để chứng minh mới tốt. Ngài đang biết bản thân nói gì sao? Không lo, sau khi kết hôn bị một tên đàn ông không yêu mình cuốn mất một nửa tài sản sao? Đương nhiên biết, nếu không sao đi đến ngày hôm nay. Nhưng mà nếu ngài Vạn đã có thể nói thẳng ra, chứng tỏ những lời nói với Lệ Tổng đều là cố ý, tôi không cảm thấy cậu có hứng thú với gia tài của Hàn gia, hoặc là nên hỏi, nếu thật sự dùng tiền để mua cuộc hôn nhân của cậu, cậu nguyện ý không? Tại sao lại không nguyện ý được chứ? Tình cảm có chỗ nào? Đáng tiền. Vốn của Hàn Thị đã đến, có thể tăng tốc độ nghiên cứu. Ha ha, bọn họ tính ra là cổ đông lớn của chúng ta nhỉ? Tiền lúc nào cũng nhiều nhất, xem ra thật sự ủng hộ kế hoạch khuyên dưỡng. Đúng vậy, nghe nói những vật thể thí nghiệm cũng là do Hàn Thị mua đấy.
nếu không người đứng sau viện nghiên cứu, sao có thể ra tay với người khác được? 2. Đám đó chỉ tính là quái vật hình người, chết thì thôi. Mặc dù không muốn nghi ngờ cậu ấy, nhưng Tiểu Trục giống như cũng đến từ một đại gia tộc. Hàn Trục, cậu từng nghe nói qua công ty Hàn Thị chưa? Từng nghe nói rồi, cực kỳ quen thuộc, bởi vì ở đó là nhà tôi mà. Ngài Vạn, cậu đang nghĩ gì vậy, sao không trả lời? Xin lỗi, do chú Tâm lái xe quá, vừa nãy ngài nói gì vậy? Không có gì, cậu lái xe cẩn thận, cho dù tôi đồng ý với mấy lời cậu nói, công việc có hồi đáp cao hơn so với đầu tư vào chuyện tìm bạn đời. Nhưng thỉnh thoảng cũng muốn thử vì ai đó mà phấn đấu hết mình, giống cánh bướm bay vào ngọn lửa. Cánh bướm bay vào ngọn lửa chẳng có gì thú vị, đặc biệt là thực lực của hai bên khác nhau quá lớn. Ha ha, không sao, cho dù trước đây không có sức mạnh gì, nhưng bây giờ tôi có niềm tin vào chính mình, nhất định có thể giúp bạn đời làm được chút gì đó, nhưng giờ chưa có bạn đời. Hắn nhỏ giọng nói không có sức mạnh mọi thứ đều rất loạn. Ngài Vạn nói gì cơ, nghe không rõ. Không nói nữa. Sắp đến căn hộ rồi, ngài đi thong thả. Ừm, vất vả rồi. Thật sự không định qua nhà tôi ngồi chút sao? Thời gian chúng ta tìm hiểu nhau ít quá đấy. Mời đàn ông vào nhà là chuyện rất nguy hiểm. Hàn tiểu thư xin tự trọng, anh đang lải phải gì thế? Cô nghĩ đã ngủ chung phòng với nhau rồi còn do dự mấy cái này. Được rồi đừng quan tâm tôi nữa. Mau đi đi. Đợi đã, dị biến của ngài Vạn, hình như lại tới sớm rồi. Nói xong cô cởi áo khoác, chui vào xe xách hắn đi lên phòng. Được rồi, bên nhà tôi quản lý theo cách khép kín, sẽ không có ai đến đâu. Tuy nói mở mang kiến thức xúc tu hóa đã đủ sốc rồi, không ngờ còn có loại này, đúng là hoàn toàn biến thành gấu trắng luôn. Ngao ngao, gì vậy? Hình thái này không thể nói chuyện được sao? Vậy thì ăn gì? Cũng phải ăn thịt sống. Ngao ngao ha ha, đùa thôi. Dù sao cũng đừng đi tẻ lung tung, còn lại chờ khôi phục rồi nói tiếp cũng được. Hắn nhìn quanh phòng rồi nghĩ nhiều chó quá, thích chó đến vậy sao? À, cũng đừng cắn gấu bông linh tinh đó. Đêm nay cậu ngủ ở phòng khách là được. Tôi đều đặt giường lớn 2m5, chắc có thể nằm được nhỉ? Hắn lắc đầu ngụ ý sẽ đè hỏng. Gì cơ, cậu nói tốt quá rồi à? Sáng mai ăn sashimi gì, hay là muốn cá hồi? Alo, mua cá hồi chất lượng cao. Hắn nghĩ ăn thức ăn của con người cũng được mà. Chắc chắn không thể ngủ trên giường được. Mình, quả thật lại gây thêm phiền toái cho cô ấy rồi. Cứ như vậy, sớm muốn gì cũng sẽ làm hại đến Trục Hàn. Giống như lúc đó, cậu có biết tất cả những gì tôi trải qua, đều là vì ai không? Sao, sao vậy? Tôi tin tưởng Tiểu Trục như vậy, Tiểu Trục lại đứng về, phía muốn làm hại tôi. Xoẹt, đau, cậu bình tĩnh lại trước, ai muốn làm hại cậu? Tớ không hiểu gì hết. Nhưng Tiểu Trục đột nhiên xuất hiện ở đây, quá kỳ lạ. Rõ ràng loại người bỏ đi như tôi, căn bản không thể được ai yêu thích. Nhất định cậu tiếp cận tôi vì mục đích khác. Nói, mục đích cố ý đến gần là gì? Tiểu Thuấn không tin mình có hảo cảm với cậu ấy. Là muốn làm thí nghiệm với tôi, hay muốn nhìn bộ dạng ghê tởm này của tôi ở khoảng cách gần? Rõ ràng mấy ngày trước ngoại hình là sói, sao đột nhiên lại biến thành? Còn không phải vì nhà cậu à? Nếu không có các người, tôi sẽ không bị tiêm nhiều loại thuốc như vậy. Nếu không có các người, căn bản sẽ không có loại đau khổ này. Tiểu Thuấn cảm thấy, giết chết tớ thì có thể trả thù người đối xử với cậu không tốt sao? Tôi, không muốn giết chết Tiểu Trục. Chỉ là, đau khổ đến mức không biết, vì sao phải đau khổ như vậy. Nên ghét, nhưng lại không thể ghét được. Cũng không muốn khiến cậu ghét tôi. Thế này đi, tớ giúp cậu thoát ra ngoài. Gì cơ? Tớ nói, tớ sẽ giúp cậu thoát ra ngoài. Lại gặp ác mộng rồi sao? Khoảng thời gian này mình luôn nằm mơ thấy bị quái vật quấn lấy, tựa hồ thỉnh thoảng còn có chút ảo giác. Thứ gì vậy? Sao cậu lại ngủ ở cửa? Ngủ say như chết, dẫm cũng không tỉnh. Nói đến, rõ ràng động vật Vạn Thuấn biến thành không biết nói chuyện, tại sao mình luôn có loại cảm giác động vật có thể nói tiếng người? Bỏ đi, không thể mơ hồ đưa tình cảm với chó con lên người Vạn Tiên. Sinh được. Lệ Thừa Phong cũng nói không sai, Vạn Tiên sinh chỉ là người nhận tiền làm việc, sẽ không thật sự thích mình. Nhưng cho dù không có tình cảm, hiện tại cậu ta cũng là một cục lông xù mà. Gấu trắng tiên sinh đang ngủ say không để ý mình hít một hơi nhỏ đâu nhỉ. Chỉ một hơi thôi. Hàn Trục đang làm gì vậy? Bây giờ nếu mở mắt, có lẽ hai người đều sẽ rất ngượng ngùng. Dù sao cái loại tư thế biến thái này. Bỏ đi, coi như ngủ say quá, chờ cô ấy chán rồi tự nhiên sẽ đi thôi. Nói đến lúc Vạn Tiên sinh biến thành gấu không có mặc đồ, cũng không biết là đực hay cái. Hàn Trục. Lên, qua, tròn quá. Xoa xoa, bóp bóp, cảm xúc rất đặc biệt. Cô ấy là ác ma sao? Thật sự xem mình thành động vật à? Nhưng cứ tiếp tục như vậy đối sẽ không ổn, phải. Ngao ngao, úi, cậu ấy tỉnh rồi. Vạn Tiên sinh. Ồ chỉ là lật người.
như vậy tóm lại sẽ không đánh chủ ý vào Hạ Tam Lộ nữa. Mềm quá, ấm áp quá, cơn buồn ngủ dâng lên rồi. Ý gì vậy hả? Hàn Trục nói chuyện rõ ràng đi. Thình thịch, hắn lại biến về hình người. À, mới đó mà đã quen, loại cảm giác không chịu khống chế này rồi. Gì nhỉ, tối qua không phải mình ngủ bên ngoài à? Cạch cạch, sao lại về giường rồi? Cạch cạch, Vạn tiên sinh, hôm qua ngủ, ấy cậu khôi phục rồi. Đúng vậy. Giống như lúc xúc tua vậy, đến nhanh đi cũng nhanh. Hóa ra là vậy. Lẽ nào chỉ cần biến hóa sớm, thời gian dị biến sẽ rút ngắn? Mới xuất hiện tình huống tương tự hai lần thôi, vẫn không thể kết luận được. Đúng rồi, cá hồi là tôi ký nhận. Một miếng rất lớn. Cơ thể con người không thể ăn quá nhiều, nên đã tự chủ trương mượn phòng bếp. Buổi trưa, có muốn ăn món gì không? Dô đảm đang quá, Vạn tiên sinh định làm bento cho tôi à? Bữa sáng ăn, cơm chiên cá hồi. Sáng nay không có việc gì, làm xong sẽ đưa đến công ty cho ngài. Loại cá này ăn tươi sẽ ngon hơn, nếu để lâu thì mùi vị sẽ hơi khác. Cũng đúng, đã lâu không nấu ăn ở nhà rồi, thật hoài niệm. Vạn tiên sinh tốt thật đấy, muốn kết hôn với anh quá đi. Nghe xong hát đơ mặt ra nhớ lại chuyện cũ. He he, ăn chậm thôi, mình không cướp của cậu đâu. Xin lỗi, mình chưa được ăn đồ ngon như này bao giờ, không cẩn thận. Đây là bữa trưa của Tiểu Trục sao? Đều đưa cho mình thì cậu có đói không? Không sao đâu, lúc sáng mình ăn nhiều còn chưa tiêu hóa hết. Cũng mang theo điểm tâm nữa, cùng nếm thử nha. Âu, là chó nhỏ, nhưng sao cái màu xám lại, cái này là, đầu bếp dạy Tiểu Trục. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm cho nó tròn trịa dễ thương được. Chắc do mình không có năng khiếu nấu ăn rồi, cái khác học một lần là biết rồi. Lẽ nào Tiểu Trục cố tình nạn mình sao? Màu xám có hơi giống nhau. À à, đừng có nói ra, bỏ đi, cái này không ngon đâu, cậu đừng ăn. Ơ, không được, rõ ràng là nạn giống mình, muốn tặng cho mình mà. Không được hối hận. Á, đợi đã, sắp ngã rồi. Lấy được rồi. Đừng, đừng ăn. Hức, mình đã cho vào miệng rồi. Dính nước bọt của mình rồi đó. Cô nghĩ khó ăn quá đi. Tiểu Trục xấu xa, còn lâu mình mới bị dọa chạy nhát. Hơ, cậu làm gì thế? Nam nữ chưa kết hôn thì không được hôn, nếu không thì sẽ không cưới được. Vậy à? Vậy Tiểu Trục gả cho mình là được rồi. Đợi sau khi rời khỏi đây thì mình sẽ cưới cậu. Thật, thật sao? Tiểu Thuấn có thể thay thế người mà cha đã sắp đặt để cưới mình sao? Một lời đã định. Một lời đã định nha. Tuy đã được ước định từ rất sớm, nhưng đáng tiếc, cuối cùng thì mình vẫn phản bội cô ấy. Hạng tiểu thư, cô nghĩ sao về thiết kế này? Những chiếc nhẫn lớn thì dễ xử lý, còn nhẫn quá nhỏ thì sẽ dùng công nghệ khắc vi mô. Ha ha, giỏi thật đó, vậy tôi lấy nhé. Nhân tiện có thể khắc thêm tên lên nhẫn không? Không thành vấn đề. Gửi chữ muốn khắc cho tôi, hoặc nói cho tôi biết tên người yêu của cô. Hơ, xin lỗi, tôi có thể nghe điện thoại trước không? Cô cứ tự nhiên. Alo, em ra ngoài rồi, không ở công ty, có lêu lổng đâu, là đi làm việc đó. Thật đó, tin em đi, khoảng thời gian này hơi bận, hả anh ở bên ngoài sao? Được, đừng đi lên, em ra đón anh. Hở, đừng cúp máy mà. Việc này, xin lỗi Hàn Tổng. Bạn trai tôi đã cài đặt vị trí cặp đôi trên điện thoại của tôi. Bây giờ anh ấy đang ở dưới chờ kiểm tra. Có lẽ tôi sẽ phải đưa anh ấy lên, có thể giúp tôi giả vờ như chỉ là chị em gặp mặt để lừa anh ấy không? Định vị. Lại còn kiểm tra. À được, vị bạn trai tiên sinh kia không bị gì đấy chứ. Thiên ca, em ở đây sao?